Hello anh em, lại là em đây ha. Sau bao nhiêu thời gian sử dụng và rất là nhiều khách hàng phản hồi về trường hợp của ghế N1 không năng lên hạ xuống được ha, thì bên em cũng đã tiến hành nghiên cứu thì đến mãi hôm nay đã thành công rồi nha anh em. Dòng ghế này thì nó được chức năng là nâng lên hạ xuống luôn nha anh em, và tất cả các linh kiện và khung sườn của nó thì vẫn như là N1 và ốp là kim loại gắt chân gang luôn nha anh em. Còn nó khác với phiên bản ghế N3, nó là N3 thì nó là gắt chân 2 tầng, còn N1 này là vẫn là gắt chân gang luôn nha anh em. Còn tất cả các chi tiết khác thì đều giống N1 hết nha anh em. Rồi anh em nào có nhu cầu về mẫu ghế này thì liên hệ thông tin video giùm em nha. Em cảm ơn.